Thưa quý vị, sáng nay Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, thực trạng và những vấn đề đặt ra. Dự hội thảo có ủy viên dự quyết ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng. Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết nhấn mạnh, việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam trong giai đoạn mới đã được trung ương cụ thể hóa tại nghị quyết số 27 với những mục tiêu, giải pháp cụ thể. Triển khai thực hiện nghị quyết số 27, Thành ủy Đà Nẵng đã có chương trình hành động số 29, trong đó đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cũng như giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương nhìn chung thì hiện nay cái bức tranh về tồn tại hạn chế thì nó cũng nêu lên cũng cũng nổi lên cũng khá rõ nhất là việc chấp hành pháp luật chưa nghiêm rồi kỷ luật kỷ cương hành chính của cán bộ công chức viên chức đôi lúc còn xem nhẹ rồi vấn đề công tác đảm bảo của quyền làm chủ của nhân dân nhất là trong thực hiện mô hình chính quyền đô thị thì có lúc có nơi cũng chưa đạt như mong muốn rồi vấn đề phân công phân cấp ủy quyền và các cái điều kiện để đảm bảo cái phân công phân cấp ủy quyền à, trong cái quản lý nhà nước rồi vấn đề cải cách hành chính vấn đề cải cách tư pháp vấn đề hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực à, à, chưa đáp ứng cái mong đợi của người dân và doanh nghiệp cũng mong muốn là bộ sẽ làm rõ những nguyên nhân như thế và đặc biệt từ đó thì đề xuất những cái giải pháp mang tính thiết thực hiệu quả khả thi à, để chúng ta tập trung khắc phục những cái tồn tại hạn chế này làm tốt hơn công tác xây dựng nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng để đóng góp chung vào lý luận của Trung ương. Tại hội thảo, các chuyên gia nhà khoa học, lãnh đạo các đơn vị địa phương đã tập trung trao đổi, chia sẻ các vấn đề liên quan đến thực trạng và vấn đề đặt ra trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Đà Nẵng trong đó đề cập các nội dung trọng tâm về nghiên cứu quan điểm về nhà nước của dân, do dân, vì dân và việc vận dụng tại Đà Nẵng hiện nay. Việc phát huy dân chủ, ban hành và thực thi văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng tổ chức, cán bộ, kiểm soát quyền lực về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc về thành tựu cũng như định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.